Em chuyển lên trên Hà Nội rồi, chuyển lên em trước đây là báo Minh Nhật trên Hà Nội, xong giờ em lại có Zalo không? Em có Zalo không? Một cái bây giờ đang làm những cái chương trình người ta còn đang ấy này, chống tham nhũng như này thì mẹ nói anh lại bảo là Zalo mới lại Facebook thì ai Zalo Facebook thì anh với em phát triển tình cảm qua Zalo Facebook không được ạ? À? Em nói thật với anh là như này này, em đấy tất cả nhân viên từ trên xuống dưới bây giờ cái mạng xã hội đấy là trâu buộc mới ghét đâu ăn, người ta cấm không cho dùng bất cứ một cái từ nào. Cái gì nghe mở ám lắm. Thôi bây giờ nói ngắn gọn này nhá, Hải nhá. Vâng. Ôi bắt đầu từ giày trở đi, từ giày trở lại là anh cũng trả lời thẳng thừng với Hải luôn là anh không bao giờ làm cái việc như thế. Và vâng, nếu như em có tình cảm thì em dành cái tình cảm đấy cho người nhà nhà em ấy. Đấy, mà ừ, bây giờ người nhà em gọi của anh đi và đừng bao giờ gọi cho anh nữa nhá. Anh Thao à? Vâng. Khỏe không anh? Khỏe ạ. Em Hải đây. À rồi. Thế nay bác ở nhà hay là đi bán giống ở đâu? Ở nhà, đang ở nhà, vừa về nhà. Đây ở nhà. Vâng. Em Hải bên báo nông nghiệp đây. Thế anh lại không lưu hay sao? Không lưu, bởi vì mình bận rộn lắm, mình trả lưu khách hàng của mình mà nghe hơn trăm cuộc điện thoại mình lưu thì làm sao mà nhớ được. Công việc đến đâu thì nhớ đến đấy thôi. À thế ạ. Vâng. Nói chung là ngày của bác thì một ngày thì không biết tiếp không biết bao nhiêu khách. Đúng rồi, lúc nào bận rộn sáng giờ chưa kịp ăn sáng, cứ đi gửi hàng mới đi khách đến nhà rồi cái việc nọ việc kia nhiều việc lắm. Thế bác bảo thế bác cứ làm thế thì để đâu hết tiền? Thì làm nào được thì đang cái tuổi làm ăn thì bây giờ có cơ hội làm ăn thì cứ làm thôi chứ bây giờ nhiều người không dễ trả được. Đúng rồi. Em thế là giờ em cũng chuyển ngạch rồi, thế là bên báo nông nghiệp bây giờ là cũng chuyển sang bên này rồi. Bên này là bên gì? Em bên mảng VTC. Tóm lại là anh em mình giúp được cái gì cho nhau nào? À, không giúp thì em thì lâu không về thì điện hỏi thăm sức khỏe anh mới lại xem công việc thế nào thôi, chứ còn lâu lâu không thấy ông anh điện hỏi thăm xem thằng em thế nào thì em điện. Thực ra là từ trước anh em mình gặp nhau trong cái bối cảnh như nào nhỉ? Giờ em đã về cái chỗ anh rồi, đã về Vân Hòa đây, xong là anh em mình đã gặp nhau rồi. Em đợt em làm bên báo nông nghiệp đấy. Vâng. Thế nhưng mà giờ thì không làm đấy rồi, em chuyển ngạch rồi. Thế bảo là lâu không thấy ông anh điện hỏi thì em giờ cũng đang rảnh ngồi điện xem là anh nay đang làm gì thôi. Về vào nhà tớ rồi á. Ui giời, em đã vào đây cùng với lại cái bên thú y đấy kìa. Em có nhầm số không? Dạ. Em có nhầm ai không nhỉ? Anh chả có ấn tượng gì là nào nhỉ? Thế thì anh không lưu, anh không nhớ đâu. Chứ còn anh Thao làm sao em lại không... Em đã lưu vào đây này. Thế nhưng mà có đúng là số điện thoại anh Thao không? Đúng anh Thao đây. Thế đúng đây còn gì nữa nhỉ? Mình có khi nào mà có dịp mà rảnh thì xuống dưới Hà Nội chơi thì ghé qua nhà em chơi. À ừ rồi, anh thì chắc nói mà cảm ơn lời mời cũng như bây giờ thì thực sự là lúc nào cũng bận rộn, không biết lúc nào đi được. Vâng, thì em biết là anh bận rồi, lúc thì chim, lúc thì đà điểu, rồi lúc thì cái giống này giống kia thì làm sao mà anh đi được, gọi là thế nào mà chẳng có dịp. Trước là đi vào nhà anh là với cái đoàn bên thú y á. Vâng. Thế là lúc đấy công tác rồi với tư cách là như nào, đoàn như nào? Em bên báo nông nghiệp gọi là đi đi cùng thì vào thì cũng muốn là để với anh bảo là làm một cái bài phóng sự đấy, nhưng mà anh bảo là bên anh cũng không có nhu cầu thì à, phải thôi. Thế là cái cùng với cái cô bé cái gì nữa, tên là gì đấy á? Thì đấy, thì cái đàn đấy còn gì nữa. Em đi xin số của anh mà. Thì cô kia tên là gì? Cô Hương đấy. Hương à? Vâng. Thế đàn đấy xong là anh thì chắc là anh cứ nhiều khách quá anh chả nhớ. Không có nhớ mang máng là chỉ gọi điện thôi chứ có gặp nhau đâu. Có gặp trực tiếp chứ gọi điện gì. Yeah.
Vâng, đi với đoàn ấy vào là vào nhà anh là trực tiếp chứ có gọi điện đâu, hay là cái đơn vị nào họ lại điện cho anh? Có đơn vị, nhiều đơn vị, nhưng mà anh đang nhớ là lại sao là gì em kể về vào nhà anh trực tiếp rồi như nào là anh không nhớ, anh không có một cái ký ức gì về nhớ cả. Thế mới bảo là anh thì cứ toàn mãi làm giàu thôi chứ có nhớ gì đến cái chuyện đấy. Anh nghĩ thế nên bây giờ quen. Anh không nhớ về em, thế bây giờ em nhớ về anh là như thế nào nào? Thì em nói là giờ em cũng không làm bên báo nông nghiệp nữa rồi. Thế là có cái số của anh đây thì là giờ đang rảnh thì gọi điện. VTC là làm bên bộ phận nào VTC? Em bây giờ là em đang ở cái quản lý cái kênh VTC 9 đất Việt, không làm gì bên mảng nông nghiệp nữa rồi. Vâng. Trước thì đi làm các trang trại mới lại rất phải những cái trang trại, nhưng nói thật với anh là đi là nó cứ tiếp xúc với bia rượu nhiều quá, thế là về vợ nó cứ cằn nhằn, thế là có điều kiện là ông anh kéo sang cái ngạch truyền hình này là em sang đây thì nó cũng đỡ phải đi lại, thế là nó cũng dễ thở hơn tí. Kiếm được không? Vâng. Thì nói thật với anh thì phải sang cũng xin vào đây mất cả tỷ bạc thì cũng phải qua cái tí nọ tí kia, chứ nếu không thì làm sao mà mình xin làm gì. Thế là hiện bây giờ là đang công tác ở chung văn phòng ở chỗ nào? Em là giờ phụ trách chính cái kênh VTC9 nhất Việt đấy, anh có hay xem cái kênh đấy không? Có nghe thôi chứ không theo dõi thường xuyên. Cái kênh này thì bọn em là em thì toàn là phải làm từ 4 giờ đến 7 giờ. 4 giờ là sang là đưa các sếp sang bên cơ quan, nên là các ông họp hành, rồi buổi tối thì đưa phát văn bản trên truyền hình đấy, truyền dẫn phát sóng trực tiếp cho cái bên phủ số kiên thiết miền Bắc đấy, không biết anh ngay giờ rồi hay không. Rồi đấy, đó là cái mảng đấy, chứ giờ không liên quan gì đến nông nghiệp nông thôn nữa rồi. Thì làm bên đấy thì thỉnh thoảng nó cũng có tí màu mè, nói thật anh thấy chứ giờ thì đi làm mà nó cứ một cái đồng lương cứng 11, 12 triệu tháng thì nói thật anh này, đủ ăn sáng uống cà phê, như thỉnh thoảng là mấy cái cô bên đoàn nghệ thuật quân đội tôi sang rồi rủ đi hát karaoke là hết, chứ làm gì còn. Thế là bây giờ văn phòng ở chỗ nào Hà Nội? Ở 23 là chung đấy. 23 là chung à? Vâng, anh có hay bên cái, anh có biết cái đài VTC là nó gần cái chỗ mà cầu Vĩnh Tuy đi xuống, xong là nó cái dốc Minh Khai đấy. Đi xuống xong là gần Tham City đấy. À rồi. Đấy, đó là trụ sở chính này đấy. Tưởng là có cái mảng nào mà giúp đỡ được anh trong cái vấn đề về công việc của anh hiện tại thì tốt quá. Công việc của anh thì em bạn bè nó cái kênh VTC16 với VTC14 nó đầy, mà bây giờ nó cái những phóng viên báo chí nó mới thực tập nó ra trường, nó về đấy nó làm thời vụ đấy. Thật ra là anh có cần thì hôm nào xuống dưới này, xong là vào đài em chơi, xong là thích liên hệ, ví dụ như nó viết cho một vài bài thì gọi là để nó năng xê truyền thông. Nhưng mà vấn đề là cái quy trình của nó là viết báo hay là có cái phóng có bây giờ là anh thích thì là nó quay xong là nó đưa lên cái kênh đấy, nhưng mà đưa lên cái kênh đấy thì lại mất phí, chứ còn nếu mà giả sử như là nó viết báo đấy thì thật ra là cái bọn nó thực tập nó về đấy thì nó đăng lên cái các cái báo điện tử với lại những cái trang báo của nông nghiệp đấy, thì những cái việc đấy thì em giúp anh thì nó không mất phí thì là được. Còn ta đưa lên cái đài VTC mà để nó làm viết phóng sự xong nó đăng tải lên cái chương trình thì mất phí, nói thật anh thế. Nhiều không? Nói chung là tầm đôi chục. Đôi chục. Vâng. Có gọi là một số thôi đấy. Một số là nó chỉ phát được một tuần, một ngày đấy thôi chứ không gì. Nếu nó bây giờ là ví dụ như 20 triệu đấy là nó phát cho anh là vào cái giờ vàng, ví dụ như là cái kênh nông nghiệp nông thôn đấy, 3LTV đấy, thì nó phát ra có thể là tần suất là trong một cái tháng đấy nó phát cho anh phát đi phát lại khoảng độ 2-3 lần chẳng hạn đấy. Xong mà nó chủ yếu nó đưa lên YouTube là chính, chứ còn về cái đấy thì cái tần suất nó không nhiều, ví dụ như là nó chỉ được 2-3 lần thế là hết, còn lại là cái cũng cái phóng sự đấy là anh phải đưa lên cái kênh YouTube đấy thì lượng người xem nó nhiều.
chỉ là ăn nhau ở cái thương hiệu với chữ VTC, chứ còn nếu mà cái kênh YouTube của anh hiện bây giờ cũng rất là ok rồi. Thì đương nhiên em nói thật với anh này, mình thì cứ nghĩ là 20 triệu thì nó là to, chứ cuộc đời với bọn những cái công ty lớn nên nó quảng cáo có 30 giây trên truyền hình nó đã mấy chục rồi. Đấy là cái công ty nó thương hiệu, mình không nói, nhưng mà nói thật với anh là giờ làm thì bọn em cũng làm thì giờ chỉ cần sang cái ngành này thì nó cũng có tí màu tí mè chứ. Nó mới ấy chứ còn nếu mà mình cứ làm đơn thuần với kia thì ăn gì, may ăn gì cả, thì ăn hồ nó chỗ đấy. Vâng. Thế anh là bây giờ là ngoài cái đấy có làm thêm cái gì không? Anh thì thế mạnh của anh là về chim cu gáy với con giống đàn điểu. Này anh ơi, em bảo này, có cái việc này mà hỏi anh là anh có làm được không? Nếu mà anh làm được thì em đặt ký cho anh mấy hôm anh làm, nhưng mà nó là làm kinh tế thôi, nhưng mà anh chỉ kiếm. Nói nhanh. Thì bây giờ đấy là nói thật anh là cơ quan em đấy, người ta cũng đang làm cái chương trình ngoài luồng. Thật ra là nói thật anh là cái ngạch của bên em nó là làm kinh tế, nhưng mà nó là một tuần này là người ta đang triển khai cái làm chui, là để lấy cái kinh phí đấy về là để là nay mai tháng 7 là cái đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, là cái bên Phật Đản họ sang họ xin một ít này, xong 27 tháng 7 thì lại là lấy xe lăn cho những cái cựu chiến binh rồi là nạn nhân da cam ấy, mỗi nơi người ta xin một ít. Thì đấy là các tỉnh thì là người ta làm điểm là các mối, thì là người ta thu về nguồn tiền mới về để người ta làm cái đấy. Cái đấy thì là một phần môi, còn 2/3 nữa là bảy ban ngành như này, như bọn em là được chia chác một tí, đấy là cái phần nậu. Đấy là nói thật anh thế, nhưng mà liệu là không biết là ở đấy là tín giáo anh có làm này hay không, nó mới là quan trọng. Làm nào không vi phạm pháp luật không đi tù là được. Không vi phạm, cái tên này thì làm sao mà vi phạm. Ở đâu, bây giờ là... nói nhanh vào nội dung như nào, anh là người rất là thoáng nhanh, rất là hiểu nhanh. Thì bây giờ em nói anh thế này này, cái cơ quan em bây giờ là em đang phát sóng trực tiếp cho cái bên của số kiến thiết miền Bắc, nhưng mà bây giờ đấy là người ta chỉ cho làm ngoài luồng là có một tuần thôi, nhưng bọn em làm được 3 ngày rồi, còn có 4 ngày nữa thôi là hết. Có nghĩa là nó không có nhiều. Bây giờ là người ta ra chỉ tiêu là một cái số lô biết trước giờ quay, nhưng mà bây giờ thì chưa biết số nào cả. 4 giờ người ta hoặc thì đến 4 rưỡi là 7 ban ngày người ta thống nhất là ra số nào lúc đấy mới biết. Thì nói thật với anh là bây giờ là máy móc nhập ở nước ngoài về, ở Đức về đây bây giờ toàn robot tích hợp trí tuệ nhân tạo nó điều khiển thì chính xác 100% thì nó không theo như cái kiểu ấy. Những cái gì mình biết thì nó chỉ là mấy phần nổi thôi, chứ còn người ta làm chìm thì như bọn em trong ngạch mới biết được. Nếu mà ở cái khu anh mà chưa có cái mối nào cả, nếu mà anh tận dụng anh làm được thì em bảo cho mình làm. Đấy là chỗ anh em, liệu anh có khai thác được không? Quy trình như nào, anh phải làm cái gì? Quy trình, nhưng mà bây giờ em hỏi anh thế là ví dụ bây giờ mà anh đi đánh một cái số lô mà nó trúng ấy, thì cái chủ ở đấy nó có trả anh sòng phẳng không? Cái đấy bỏ qua đi, không quan trọng nữa. Nhưng mà cái đấy là liệu là ở đây chủ nó có năng lực để nó trả anh không? Thì mình phải chọn những cái thằng có năng lực mình đánh chứ. Thế được, nhưng mà ý anh nói là ở đây nó tính thế nào, bao nhiêu tiền một điểm? Nó đánh điểm hay đánh tiền? Để đánh được một tám. Một tám đây là đè. Ý anh đang nói anh là lô là ở đây nó tính 23.000 ăn 80.000 hay là 20.000 ăn 70.000? 23 ăn 80. Thế hai nháy nó có trả đủ cho mình không? Thì trả đủ ở bao nhiêu nháy thì nhân đúng theo công thức như thế. Không, ý em phải hỏi anh thế nào, hỏi cho nó cặn kẽ chứ, tại vì là có nhiều nơi là người ta làm thì các tỉnh nó khác nhau. Nói thật anh là bây giờ là người ta làm cái này là người ta phục vụ là người nhà của các sếp là chính, chứ bây giờ là cũng người ta cũng cán bộ đảng viên, xong là giáo viên, bác sĩ bệnh viện người ta làm ấy, được tiền người ta lại đi kinh doanh nhà hàng, nên người ta buôn bán bất động sản, cái nguồn tiền đấy không ai người ta hỏi. Thì bây giờ mà đi đánh, ví dụ là thứ như anh đánh được xong là anh lại dùng nguồn tiền đấy anh lại làm những cái việc gì mà nó phô trương quá thì rồi nó khó. Đấy là ý em phải nói, phải hỏi anh thế để nó cặn kẽ thì em mới bảo được. Cái việc này là nói thật anh, nó là làm chui chứ nó không làm công khai được, không phải là như kiểu là bọn em đi viết báo này xong bọn anh đưa tiền đưa phong bì cho bọn em thì nó công khai minh bạch, nhưng mà làm cái việc rồi tiếp theo bước thứ hai xem nào.
Bước thứ hai thì bây giờ này Yên nói anh là liệu anh có làm được không thì em bảo thôi chứ còn có biết liệu, gì đâu. Phải nói thì mới biết được liệu mình đến đâu thì không nói được thì mù mình thì biết thế nào mà liệu. Bây giờ này ý em hỏi anh là cái năng lực tài chính của anh thì ở dưới đấy thì anh có làm được khoảng 5.000 điểm không? 5.000 điểm làm được. 5.000 điểm anh làm được thì thế này nhé, em nói anh là 5.000 điểm là nhân với 23 nó bằng là 115 triệu. Thì là tối là anh sang là anh thu cả gốc lẫn lời về nó là 400. Đấy là một nháy, nhưng bây giờ là còn mấy hôm cuối là thanh tra người ta cho phép thế thì là tôi con em người ta giảm sang hai nháy thì anh cứ thế anh gấp đôi nên là anh thu về 800 thôi. Đấy, tất thì có đặt vào lấy thôi. 150 triệu mà thu về 800 thì có mà ai giải thích? 150 triệu đâu? 5.000 điểm là 115 triệu, còn là thu về 400 thì là anh được 285 triệu. Đấy nó là như thế. Bây giờ thì nói thật với anh là cái này, làm cái này thì không phải là một cá nhân làm được. Mà bây giờ nó là còn phải có nhiều cái ban ngành ở trên người ta non nót, người ta làm chính, các nơi người ta làm, người nhà người ta làm chính. Người ta làm được thì mình gọi là kết hợp vào đây nó chỉ là cái hạt rơi hạt vãi của người ta thôi. Nhưng mà rơi hạt vãi của mình thì cũng bằng vạn những đứa khác nó làm. Thì em nói anh là nếu mà anh làm được đấy thì là 5.000 điểm thì là anh chia nhỏ ra làm mấy chỗ. Nhưng mà có cái việc này quan trọng nhất là em phải dặn anh này. Những cái người nhà của anh mà nó ghi về, nó làm về những cái loại này mà nó ôm bảng này bảng kia đấy thì tuyệt đối không được đánh vào của nó. Nếu mà anh đánh vào người nhà là nó ôm là nó sẽ thua. Bây giờ là người ta cũng đang là cái chiến dịch là nó dập những cái chủ ở bên ngoài đấy vì nó vơ vét tiền của nông dân nhiều quá, xong là những cái gia đình mà nó đi đánh nó thua đấy, nó tan cửa lát nhà mới gây ra nhiều cái hành động xấu. Cho nên là trên này người ta đã cái này để người ta dẹp cái lạc đấy đi, thì là bây giờ là anh phải tìm những cái thằng nó có năng lực ở bên ngoài mà nó không được ở nhà của anh đấy. Nếu mà anh đánh được thì anh ghi ở những cái điểm ngoài. Nên là 5.000 điểm thì anh phải chia nhỏ ra là 5 chỗ, mỗi chỗ anh đánh cũng là một con số đây thôi, nhưng mà anh đánh mỗi chỗ 1.000 điểm là để là cái mục đích là tối này. Tóm lại cái hệ thể đấy anh biết rồi, thì bây giờ tối nay anh có phải mất tiền cho em hay là mất tiền cho ai nữa không? Mất tiền gì thì bây giờ là anh đi đánh thì là anh thu cả gốc lẫn lãi về, thì là cái gốc đấy thì anh bỏ riêng ra, còn lại là về cái hoa lợi đấy thì là bây giờ là anh giữ lại một nửa, còn lại một nửa thì anh phải chuyển lên cơ quan em để người ta còn làm cái việc này việc kia chứ. Thế anh, nhưng mà anh trúng thì anh mới chuyển hay là anh chuyển trước? Không, khi nào mà anh đánh anh thu được về thì anh chuyển trước cho em làm gì? À, em cần gì cái tiền đấy của anh mà anh chuyển cho em? Bây giờ ý em nói anh là thế này, anh đi đánh xong là anh thu được về thì cả cái gốc anh bỏ ra, còn cái lợi nhuận đấy thì anh giữ lại một nửa. Nhưng còn một nửa hàng vạn vạn người chú không trao cơ hội cho ai mà chú lại trao cơ hội cho anh sao cô gái? Anh nói thế thì nó lại khó, vạn người thì bây giờ là những cái người nhà của các sếp người ta tin tưởng thì người ta đã làm trước rồi, còn cái chỗ anh thì ở cái khu vực đấy thì nói thật với anh là cũng chưa có người nào làm. Mà khu vực ở đâu? Cái chỗ Ba Vì của anh ấy thì bây giờ thì là đã có mối nào làm đâu. Ba Vì nó rộng lắm, Ba Vì chú biết anh ở chỗ nào không? Anh Vân Hòa đấy, em đã về chỗ đấy rồi, anh còn cứ hỏi em thế, nếu thế thì khó lắm. Nếu mà anh làm được thì anh làm, mà anh không làm được thì cũng thôi, chứ còn cái cơ hội này em nói thật anh là làm gì nó có nhiều thời gian mà cho nhiều người đâu. Bên này cái chỗ khu anh ấy là nó chưa có cái mối nào, mà thị trường nó cũng rộng, mà mỗi chỗ anh thì anh cũng là con người mà nó có uy tín để làm được cái. Nếu anh đánh được xong thì anh không đưa tiền cho chú à? Sao anh chả hiểu gì về cái công việc cả? Ý em nói anh là thế này. Bây giờ là người ta sẽ ra một cái khu lô biết trước, bây giờ thì chưa biết được đến 4:30. Là đánh cái số nào thì tầm 4:30 người ta họp xong thì có số nào em điện cho anh. Anh đi đánh ở đâu đấy là quyền của anh. Nhưng mà miễn là làm sao là anh đánh trúng là nó phải trả anh sòng phẳng rồi anh thu được tiền về nhà anh đầy đủ. Khi nào thu về nhà anh đầy đủ thì là anh bỏ cái tiền gốc của anh ra. Còn lại là cái tiền mà được, cái tiền mà được lợi. 285 triệu là chứ. 285 triệu thì anh giữ lại một nửa, còn một nửa là anh chuyển cơ quan bọn em. Đấy là nó là nói thế để cho chuyển vào tài khoản cá nhân của chú hay là chuyển vào tài khoản của ai? Không, tài khoản cá nhân. Bây giờ là có người ở trên cơ quan, người ta về tận nhà anh, người ta làm, hoặc là anh mang lên tận cơ quan của em để có người ta nhận. Chứ bây giờ thì chuyển vào tài khoản cá nhân để làm cái gì? À, đây còn phải có người, nghĩa là thống nhất với nhau là phải có người gặp nhau trực tiếp.
Thì tất nhiên rồi, nói thật anh là... Đúng là điều nhân viên khác, ai? Gặp trực tiếp. Chú à, chú với anh hay là ai? Tức là thế nào anh? Nghĩa là chú về đây mới gặp anh hay là người khác? Cơ quan người ta hôm bộ phận người ta về tận nhà anh, tận cơ sở của anh người ta thu. Đấy nó là như thế. Thế nhưng mà nhớ cái con, nhớ cái con số đấy chú cho mà nó không đúng thì bây giờ cái tiền 115 triệu đấy của anh nó thả xuống giếng à? Tức là thế nào anh? Thế nhưng đánh trượt thì làm sao? Nếu mà nói như anh thế thì anh không bao giờ làm những cái việc lớn. Em nói thật anh là cái việc này là, đây là em đã nói với anh là người ta còn làm những cái nhà các chết, người ta còn làm 5-70 nghìn điểm với cái 5-70 nghìn. Bây giờ làm, bây giờ chú bảo là anh không làm được việc lớn thì bây giờ cái kênh YouTube của anh giờ lên top 1, anh đang có thu nhập ổn định. Bây giờ chú bảo anh đánh cái này thì anh làm cái gì nó phải có căn cứ. Nhưng mà chú nói với anh thì... căn cứ thì em nói với anh là cái việc này này, những cái việc gì mà anh thì chỉ chuyên cái mảng của anh thì là anh hiểu thôi, chứ còn về những cái mảng này thì nói thật với anh là thế giới này nó là 3/7 chìm, những cái lỗi thì mắt mình nhìn thấy. Mảng còn này là mảng ấy rồi, mảng này là mảng cờ bạc rồi. Đã bảo là không phải là cờ bạc, anh không hiểu à? Ừ. Cái này là đánh thế nào là quyền của anh thì có phải là ấy đâu mà cờ bạc. Đánh như này như bây giờ nó có nhiều cái rủi ro lắm, anh phân tích rủi ro cho chú nghe nhá, không phải không biết thì chú thông cảm nhá. Dạ anh cứ nói đi. Bây giờ ví dụ bây giờ thứ nhất là anh vừa nói đấy, bây giờ là coi như tự nhiên chú nghe anh mặc dù là nói thế thì chú cứ nói là thân thiện nhưng mà anh chả nhớ gì về chú cả. Thế bây giờ cứ tạm thời là anh em gọi là tin tưởng nhau thì bây giờ chú cho anh cái hướng đáp số như thế là cơ hội như thế anh hiểu ra. Thế bây giờ giả sử nếu như mà chú chơi anh thì có phải là anh cầm số tiền đấy đi viển vông quá. Thứ hai nữa là thế bây giờ em nói với anh là thế này nhé. Thôi nếu mà anh cảm thấy mà anh không làm được không sao cả, nhưng ý em nói là chiều nay em sẽ khi nào mà các tiết họp xong đấy, có cái số nào em sẽ cho anh để mà anh đi anh làm thử, còn làm hay không lấy quyền của anh thì tối anh mới biết được là xem là nó có đúng như thế không. Anh mà này làm ăn mà anh lại cứ anh phải nói thật với Hải này, rất lâu rồi anh cảm ơn em cái ý như thế là cũng là cái tình cảm của em. Thế mà anh cứ gọi là nói chuyện vui mà cũng là nói chuyện thật em ạ. Vâng. Nên là anh thì từ trước giờ anh không có máu cờ bạc. Cái thứ hai là anh cũng không thích cái kiểu nó làm giàu nó kiểu theo kiểu nó không rõ ràng như thế, nó mờ chui. Mà nếu mà nó cái rủi ro thì ví dụ như là nó những cái vấn đề như mình đi đánh như người ta công an người ta bắt mình, người ta bắt mình cũng tù à. Thế anh sợ rủi ro thì chiều anh lên trên cơ quan em chơi đi, xong là tối em dự định chơi thì đánh thì ở đâu? Tất nhiên là chơi thì phải có thời gian sắp xếp chơi được chứ. Bây giờ sao anh không hiểu là thế này này, anh đánh ở đâu đấy là tiền của anh chứ không phải là em bảo anh đi. Kể cả anh đánh hay là ai xui anh đánh thì, hay là anh xui ai đánh thì vẫn là đi đánh mà vẫn phải đi là gọi là bỏ có 115 triệu mà lấy lại được tận 285 triệu thì ngon ăn quá. Nhưng mà thế thì em nói anh là anh đánh nhiều thì anh được nhiều, còn cái việc này thì anh đánh được ít thì anh khai thác nó không triệt để thì cũng bạn là, ôm thì nó hết. Em là tiếng em là tiếng người ở khu vực nào miền Bắc đấy? Em là quê gốc ở Thái Bình. Đúng rồi. Nhưng mà em chuyển lên trên Hà Nội rồi, chuyển lên em trước đây là báo nông nghiệp trên Hà Nội, xong giờ em lại... Có Zalo không? Em có Zalo không? Bây giờ đang làm những cái chương trình người ta còn đang ấy này, sống tham nhũng như này thì mẹ nói anh lại bảo là Zalo mới lại Facebook thì ai Zalo Facebook thì anh với em phát triển tình cảm qua Zalo Facebook không được ạ? À? Em nói thật với anh là như này này, em đấy tất cả nhân viên từ trên xuống dưới bây giờ cái mạng xã hội đấy là châu buộc mới ghét châu ăn, người ta cấm không cho dùng bất cứ một cái từ nào. Cái gì nghe mở ám lắm. Thôi bây giờ mình ngắn gọn như này nhá, Hải nhá. Vâng. Ôi bắt đầu từ giày trở đi, từ giày trở lại là anh cũng trả lời thẳng thừng với Hải luôn là anh không bao giờ làm cái việc như thế. Và vâng, nếu như em có tình cảm thì em dành cái tình cảm đấy cho người nhà nhà em ấy. Đấy, mà trời, bây giờ người nhà em gọi của anh đi và đừng bao giờ gọi cho anh nữa nhá.